Thủy Tiên bị Bộ Công an truy chứng cứ điều tra hoạt động từ thiện năm 2020, chỗ nghi ngờ ăn chặn. Vụ từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi suốt thời gian qua. Mới đây, hàng loạt tỉnh miền Trung lần lượt lên tiếng về công tác cứu trợ cùng số tiền nữ ca sĩ từng trao tặng cho người dân địa phương. Sau Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh là Quảng Bình. Vừa qua, báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều ngày 7 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, bà Đặng Thị Hồng Thắm cho biết, mới ký văn bản yêu cầu các địa phương trong huyện cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động từ thiện của Thủy Tiên năm 2020. Sau một ngày, hiện bà Thắm vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức, dù đã nêu rõ, cần nộp lại trước 15 giờ chiều ngày 7 tháng 10. Đến hiện tại thì chỉ có xã Hoa Thủy đã gửi báo cáo, nhưng báo cáo này chưa hợp lệ nên đã được yêu cầu làm lại. Các xã khác thì đang thực hiện việc tổng hợp, có lẽ thời gian quá ngắn nên các xã chưa làm kịp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy chia sẻ. Đáng chú ý, bà Thắm còn xác nhận, phía Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, trong đợt từ thiện năm 2020. Bên cạnh yêu cầu của các địa phương trong huyện nộp báo cáo liên quan, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy còn giao cho Hội chữ thập đỏ tổng hợp các báo cáo từ xã, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân báo cáo với các cơ quan điều tra trước ngày 8 tháng 10. Sau khi có báo cáo, phía Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy sẽ chủ động thông tin với báo chí. Trong khi đó, Ủy ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình cho biết, họ không có số liệu báo cáo cũng như chưa từng nhận được yêu cầu hỗ trợ từ ca sĩ Thủy Tiên trong chuyến cứu trợ phát quà ở tỉnh vào năm 2020. Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên và ekip đã có mặt tại một số xã huyện ở Quảng Bình. Họ cho biết đã trao cho gần 15.000 hộ dân với tổng số tiền là hơn 50,5 tỷ đồng.